Các bác ơi, hôm nay em có con xe này giới thiệu lên các bác xem đây. Con xe mà lần đầu tiên em nhập được về. Lần đầu tiên bán chiếc xe mẹt với form dáng như thế này. Đây, các bác mình cùng xem. Với lớp sơn là màu trắng rất là sáng bóng này. À, con mẹt này là con mẹt E250 các bác nhá. E250. Và chiếc xe này thì đời của nó cũng tương đối là cao đấy ạ. Đây độ sắt bên trong của xe đây. Đấy, các bác xem ạ. Con này được sản xuất năm 2012 và đăng ký lần đầu năm 2013. Và con này là số tự động nhá. Và số điện tự động của xe là số tự động điện tử, chứ không phải là số tay đâu. Đây, số của xe được làm ở trên đây các bác này. Đấy, số điện tử nhá. Đấy, chỉ cần bấm và gạt thôi. Đấy, các bác nhá. Đấy, nội thất bên trong của xe còn rất là mới này. Ghế da zin nguyên bản theo xe. Đây các bác xem, ghế này là ghế mà các bác biết thì nó sẽ là ngồi nhiều đúng không ạ? Ngồi nhiều trong những cái ghế còn lại. Và vô lăng đây, vô lăng của xe cũng không bị mòn luôn. Nội thất và ngoại thất trước xe các bác có thể nhìn thấy là nó còn rất là long lanh. Đây nhá, em quay sơ qua phần nội thất cho các bác xem đây. Các bác đang tìm mua mẹt E250 mà các bác chưa tìm được thì chiếc xe này là chiếc xe ok cho các bác mình lựa chọn. Đấy, ok cả về giá, cả về chất lượng luôn. Đấy, còn đây là phần phía đằng sau của chiếc xe nhá. Các bác biết thì bên em rất hay có những cái dòng xe mẹt đúng không ạ? Đặc biệt là trong cái đợt này, trong một thời gian gần đây. Đấy, đủ loại mẹt cho các bác mình lựa chọn luôn. Với tầm tiền là trên 100 cho đến dưới 1 tỷ đồng. Hiện tại thì các bác đang xem em quay sơ qua. Đấy, con này có cả cửa sổ trời nha các bác. Nội thất của xe rất là sang luôn. Dòng mẹt E thì các bác biết là một trong những cái dòng mẹt là nó rất là lành tính và nó rất là bền đúng không ạ? Và động cơ của chiếc xe này là máy 1.8 thôi thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó cũng rất là phù hợp phải chăng. Đấy, không nhiều quá các bác nhá, chỉ dưới 10 lít trên 100 km thôi. Nhiều bác bảo là mẹt thì nó sẽ là tốn xăng đúng không ạ? Thế nhưng mà những chiếc xe đời cao như này và với động cơ chỉ có 1.8 thôi thì tiêu thụ nhiên liệu của nó rất là phải chăng luôn. Con này máy mới rồi. Đấy, máy mới rồi cho nên là về cái độ ồn của nó cũng sẽ giảm hơn rất là nhiều so với lại những chiếc xe đời thấp các bác nhá. Đấy, và nó chạy nó sẽ linh hoạt hơn và nó sẽ êm ái hơn. Đấy, vâng, bây giờ thì em sẽ quay chi tiết để các bác xem về con xe mẹt E250 này của bên em. Đấy, bác nào đang quan tâm đến dòng này thì mình xem kỹ nhá. Và bác nào chưa nhấn đăng ký kênh của bên em thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh YouTube và nhấn theo dõi trang fanpage để được xem và thấy những chiếc xe bên em đang lên hàng ngày. Bên em sẽ báo giá này và cho thông tin cụ thể từng xe. Đấy, bác nào mà mình đúng chân chiếc nào thì hãy nhấc máy gọi điện cho bên em để được chốt chiếc xe đó nhá. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các xem này. Đấy, khách vào rất là đông, hôm nay chắc đẹp ngày sau đấy ạ. Và đã chốt được rất là nhiều xe rồi, kia khách đang ở trong nữa, rất là nhiều. Đấy, em sẽ quay các bác xem chi tiết về xe nhá. Về keo chỉ của xe thì các bác yên tâm, keo chỉ của xe đây các bác nhìn này, toàn bộ tổng thể xe là không bị mất phân keo chỉ nào đâu, nguyên zin hết các bác nhá, nguyên zin cả xe luôn. Nội thất bên trong của xe là vẫn còn nguyên bản, chưa làm lại, vẫn là da zin và gioăng zin. Đây vách cửa này, đấy, khu vực này thì các bác thấy nó hơi bẩn một chút thôi, vì bụi mà đúng không ạ, vì bụi bẩn đúng không ạ. Đấy, vị trí này được sơn giả vân gỗ này, rất là sang trọng này. Đấy, và các bác thấy đây là vị trí nhớ ghế nhá. Đây 1, 2, 3 đúng không ạ, nhớ 3 vị trí. Còn đây là cái mà để các bác mình điều chỉnh ghế này. Đấy, điều chỉnh ghế lên xuống cao thấp ngả nghiêng các bác nhá. Còn đây là những cái công tắc bấm kính rồi chỉnh gương. Đấy, các bác thấy những cái phím bấm, những cái công tắc của xe nó còn rất là đẹp luôn, nó không bị mòn hay bị mất cái màu lớp mất lớp sơn đen ở bên ngoài đi đúng không ạ. Đấy, nó vẫn còn nguyên luôn. Đấy, da xịn nguyên bản theo xe nhá, vẫn còn rất là căng luôn này các bác này. Đấy, khu vực tay bám tay lắm thì tay đây. Đấy, không bị bóng mòn đúng không ạ.
em sẽ giới thiệu chi tiết kỹ càng từng cái vị trí, từng cái góc cạnh, từng khu vực một để các bác xem nhé. Để các bác xem. Khi mình đã ưng rồi thì mình hãy gọi điện cho bên em, gọi trực tiếp theo mấy số điện thoại mà em vẫn thường xuyên đọc đấy, để được chốt mức giá hợp lý nhất cho các bác, để các bác mua làm sao không bị là đắt này, đúng không? Không bị đắt. Đây, hiện tại thì em đang tiến sâu vào bên trong nội thất đây. Đấy, cái ghế lái này, các bác xem ghế lái. Sàn của chiếc xe này thì cũng đã được lót thảm trải sàn 5D rồi. Đấy, đây là phanh tay nhá, còn kia là cần phanh chân và cần đạp ga. Đấy, đây là góc táp nô của xe này. Đấy, đây là vị trí mình bật đèn pha, rồi đèn cốt, đèn téc, đèn gầm. Ở đây mình nhả phanh tay ở đây nhá các bác. Táp lô của chiếc xe này được bọc bằng chất liệu da cao cấp. Đấy các bác xem. Chất liệu da cao cấp nhá. Ở đây thì các bác nhìn thấy cho em ở chỗ vị trí này là vị trí cần ga tự động cruise control các bác nhá. Ga tự động khi mình đi với cái mức km nhất định thì mình chỉ cần là mình điều chỉnh ở đây thôi, không cần phải đặt chân ga đâu các bác nhá. Có một cái hay ở cái cần cruise control như vậy. Còn đây là gạt mưa này, rồi đèn, bật đèn của chiếc xe. Đấy, vô lăng đây. Vô lăng tích hợp những cái bàn phím. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, những bàn phím trên đây nó cũng không bị mòn này, không bị kém này. Đấy, đây là mặt đồng hồ xe nhá. Đây em đang bật cái chìa khóa lên cho các bác xem cái phần đồng hồ đấy ạ. Đấy, tất cả logo này, rồi phím bấm này, rồi những cái quét cạnh này, những cái phần da này các bác xem này. Những cái phần da của nó không bị mòn đúng không ạ? Không bị mòn, không bị kém. Hệ thống điều hòa ô tô nhá, hiện tại thì điều hòa đang được bật nên em sẽ tắt đi này. Đấy các bác nhìn này, những cái nút bấm, những cái phím vặn ở đây. Đây, những nút bấm, những cái phím vặn ở đây các bác nhìn này, không bị mòn này, không bị bạc này, đúng không ạ? À, còn đây là màn hình nhá. Đấy, nội thất của xe rất sang trọng luôn. Và chiếc xe này được thiết kế có gầy số vô lăng. Đây, gầy số vô lăng đây. Đây là giảm nhá, còn đây là tăng này. Như em cũng đã chia sẻ với các bác là đây là cần số của chiếc xe này. Cần số xe được thiết kế lắp đặt ở gần khu vực vô lăng nhá. Đấy, còn đây là ổ khóa này. Rồi, em sẽ tiến hành quay lên phần trên nóc đi. Ở đây có vị trí gương chiếu hậu, là một trong những loại gương chống chói cho các bác nhé. Đấy, cửa nóc hoạt động bình thường. Trần của xe là trần lý. Đấy, gioăng cửa đây. Đây, gioăng lỉ kết hợp với lại cao su nha các bác. Tất cả kính của chiếc xe nhá, tất cả phần kính này đều được kính zin. Đây các bác nhìn này. Đấy, đều được kính zin toàn bộ luôn. Đấy, rồi ok, tiếp tục nhá. Hôm nay khách đến hơi đông các bác ạ. Vừa quay lại vừa tiếp khách. Vâng. Hôm nay tiếp khách nhiều cho nên là giọng cũng đã bị đi xuống một chút rồi. Đấy, các bác xem đến những cái vị trí tiếp theo. Đây. Mép cửa đây. Lòng trong hoàn toàn là sơn zin nhá. Đấy, lòng trong hoàn toàn là sơn zin. Và bên ngoài cũng vậy. Bên ngoài nước sơn thì cũng còn zin rất là cao. Đấy, độ zin của nước sơn rất là cao nhá. Chỉ tỉa lại một vài vị trí như là góc đèn thôi. Đây, các bác xem những cái phần lòng trong của nó này. Rất là sáng bóng luôn. Đấy, các bác xem này. Đấy, bộ ghế này, bộ ghế rất là căng đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, chỗ này được thiết kế có khay đựng đồ này, rồi đây khay đựng đồ, khay đựng nước, và gập xuống như này thì tạo thành một cái gọi là tì tay. Bộ ghế da ít khi ngồi đến cho nên là nó còn được đẹp mới như thế này các bác nhá. Đây mặt ngồi của nó không bị sờn rách này, không bị sứt này, thậm chí là bị nhăn cũng không có luôn đúng không ạ?
Đây phía sau đây. Đấy, có rèm che nắng nhá. Rèm che nắng được ấn điều khiển tự động ở phần trên táp lô. Đây sàn đây. Sàn của xe đây vẫn là sàn nỉ. Đây các bác nhìn này, vẫn là sàn nỉ nguyên bản nhá. Rất là sáng luôn. Và ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là có gạt tàn này, rồi có cổng điện ra 12V. Và ở đây là những cái nút bấm điều chỉnh gió điều hòa nhá. Đấy, và có cửa gió thổi từ sau cho các bác ngồi được mát hơn. Ở đây có rèm che nắng nhá. Đây. Đấy, rèm che nắng mình móc lên trên đây này các bác này. Đấy. Như vậy là mình đã móc lên rồi. Đây còn đây là phần tắp ni cánh cửa tiếp theo mà em đang quay giới thiệu các bác. Đây các bác nhìn nhá, những cái vị trí này nó vẫn còn đẹp nguyên này. Đấy, không có hiện tượng bị kém luôn, đúng không ạ? Nội thất bên trong xe là không bị lỗi gì đâu nhá. Đấy, như là về gãy vỡ hay là xước hay là sứt hay là nứt bẻ nó cũng không có đâu các bác nhá. Đây, các bác có thể nhìn qua video hình ảnh của em quay. Còn đây là phía sau này. Đèn được thiết kế là một dạng đèn led. Một dạng đèn led các bác nhá. Đèn trước đèn sau đều là đèn xịn nguyên bản theo xe. Ở phía sau đây thì các bác nhìn thấy là có hai ống xả này, rồi ở phần trên trên một chút thì các bác thấy là có những cái mắt cảm biến nùi, đúng không ạ? Đây là hai số điện thoại chính để các bác liên hệ nhá. Đây hai số điện thoại chính của bên em đây. Địa chỉ nữa luôn. Bên em có đổi xe và có mua xe các bác nhá. Luôn luôn cần mua xe. Bác nào mà có xe chất, chiếc xe đẹp đẹp, các bác ưu tiên bên em nhá. Bên em rất thích xe đẹp luôn. Xe lỗi các bác mình đừng bán cho bên em nhá, vì em không thích xe lỗi đâu. Không nhập xe lỗi nhá. Bên em bán xe cam kết là không bán xe lỗi và không nhập xe lỗi. Bác nào có xe lỗi mang đến em không mua đâu các bác nhá. Lỗi tai nạn đâm đụng đấy ạ, ngập nước đấy ạ, là em không mua đâu. Đấy, các bác có xe đẹp cứ mang đến em mua cho tới giá luôn. Giá hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Tất cả những xe bên em bán ra thì đều cam kết và đảm bảo bảo hành cho bác là xe không bị tai nạn này, không bị đâm đụng. Đấy, vấn đề ngập nước thủy kích nữa. Các bác nhá. Đây em di chuyển sang bên phụ và giới thiệu các bác xem cái cánh đằng trên của bên phụ đây. Đây các bác xem. Đây, keo chỉ nó này, đây, vẫn nguyên luôn này. Đây, 4 tắp ni cánh cửa xe đẹp như mới. Đây, đẹp như mới luôn. Em quay gần cái vị trí ra nhá. Tất cả 4 cánh đều như nhau. Đây. Ô đây có cái nút ở trên đây bị tuột. Đây em sẽ thiết kế đặt vào nha các bác. Đây các bác nhìn này, tất cả những cái nút bấm, phím bấm của nó này, rất là đẹp này. Đây, cái nút này thì bên em sẽ cố gắng thiết kế để nắp vào nhá. Đây. Rất là tươi xe luôn. Đây, vị trí này là mình để điều chỉnh cái độ co giãn của ghế nhá. Ví dụ như mình muốn cái ghế này nó dày một chút thì mình ấn để cho nó phóng lên đấy. Và mình có thể là cho hạ xuống. Đấy, tiếp theo bác xem, các bác xem mình muốn xem hình ảnh đi thì mình vào kết nối Zalo cho bên em nhá, để bên em gửi hình cho. À, chỗ này là gì ạ? Chỗ này là cái vị trí để đồ nhá. Đây mình chỉ cần là nâng này lên thôi thì là hộp đồ sẽ tự động là mở ra. Đấy. Và đây là những cái nút bấm điều chỉnh âm thanh. Đấy, còn đây này. Cái này là cái logo thì mình có thể là mình nắp ở bất cứ đâu các bác nhá. Đấy, cúp đồ này. Trong vẫn đỉ rất là đẹp luôn. Vị trí này có tủ khí an toàn nhá. Đấy vâng thì
tiếp tục em quay đến một phía sau này. Đây này các bác này, keo chỉ zin này, rong cửa đẹp này. Cánh này cũng giống như là mấy cánh kia thôi, rất là mới đúng không ạ. Ở vị trí này có cũng có rèm che nắng nhá, hai cánh đằng sau được thiết kế có rèm che nắng. Đấy, có xem đấy, đứng từ vị trí này mời các bác mình xem nốt. Ở vị trí má ghế này cũng có túi khí an toàn nha các bác, và bên kia cũng vậy. Và túi khí thì thiết kế lắp đặt ở đây cũng có này, và phía đây đối diện đây cũng có nhá. Đấy, rất là nhiều túi khí an toàn luôn. Đây, cửa đóng này rất là chắc luôn đúng không ạ. Và tôn vỏ của dòng xe này nhá, rất là dày nhá, riêng dòng xe mẹt ke này tôn vỏ rất là tốt, sinh nhan trên gương và có cục gương tự động. Đăng kiểm của xe đến tháng 6 năm 2022. Rồi, nội thất bên trong thì em cũng đã giới thiệu xong rồi. Bây giờ em mời các bác xem phần nước sơn, phần thân vỏ bên ngoài, những cái chi tiết ở phía bên ngoài nhá. Các bác đang ngồi rảnh, các bác đang rảnh tay cho em xin một lần like, một lần chia sẻ nhá. Các bác nhấn like ủng hộ nhá các bác. Vâng, đây em mời các bác xem phần thân vỏ bên ngoài này. Đấy, nhìn nước sơn của xe này, sơn xi của xe đẹp, không bị xước sát gì. Đấy, cặp đèn pha của xe vẫn còn zin nhá. Đấy, vẫn còn zin nguyên. Và bên trong có đèn bi cầu này, và vị trí này là vị trí rửa đèn pha này. Còn đây là chỗ đây nữa này. Đấy, đây là mắt cảm biến lùi nhá. Đấy, đèn gầm các thứ đấy. Mặt lại các năng của xe rất là sáng bóng, sơn xi đẹp. Đây, pha này, chiếc xe rất là long lanh luôn đúng không ạ. Đấy, hình thức của xe thì em hiện tại đang quay với các bác đây, đang quay giới thiệu lên cho các bác xem đây. Đấy, la răng đúc 5 chấu. Tất nhiên thì những dòng xe đời cao này sẽ có phanh ABS và phanh đĩa tất cả rồi đúng không ạ. Kính của xe thì cũng đã được dán rồi các bác nhá. Đấy, nhìn bên trong rất là khó này. Đấy, thân vỏ cam kết cho các bác là không bị lỗi nhé, không lỗi thân vỏ. Form dáng của dòng xe mẹt rất là đẹp luôn, vừa to cao vừa dài rộng đúng không ạ. Chạy những dòng này thì rất là thích rồi. Và về giá chiếc xe này thì em cũng chưa chia sẻ với các bác đúng không ạ. Giá của chiếc xe này hiện tại bên em đang được bán là hơn 600 triệu. Đấy, thường thì dòng này bên em vẫn bán là 630, 640 đây. Và cụ thể giá của chiếc xe này như thế nào thì các bác hãy nhìn vào tiêu đề cho em. Đấy, giá tiêu đề là giá để cho các bác tham khảo nhé. Còn thì giá chốt, đấy, giá chốt, giá đẹp, giá yêu thương thì mình hãy gọi điện trực tiếp cho bên em theo bốn số điện thoại đi. Đấy, hai số điện thoại chính em đặt ở trên biển đây các bác nhá, và thêm hai số nữa khi các bác không liên hệ được thì mình liên hệ cho em theo hai số nữa là số 0335838389 và 0866181628 các bác nhá. Đây là những số điện thoại bên em dùng. Các bác cần thêm thông tin, cần thêm video hình ảnh mình kết nối cho bên em theo hai số đó luôn. Đấy, bây giờ em mời các bác xem nốt những vị trí tiếp theo như là phần gầm máy này. Gầm đây cả nhà nhá. Đây là cua lốp này. Cua lốp ở bên trong thì vẫn còn lì zin. Vẫn là lì zin nhá. Đây các bác xem này. Hai gầm sàn đây. Bên ngoài có lúc bấm từ một chạm này. Bây giờ em quay động cơ luôn, mời các bác xem đây.
máy số đại chất luôn, máy số không lỗi nhé, máy số các bác cần yên tâm. Đấy, các bác chờ em trong giây lát em mở cái cabo đấy. Máy của chiếc xe này là bên em chưa vệ sinh nhá. Đấy, vẫn để mộc, vẫn để bẩn zin này, vẫn để bẩn nguyên như vậy. Đấy. Để như này để các bác xem được là nó tế hơn đúng không ạ? Còn các bác mà mình muốn rửa máy thì bên em cũng sẽ hỗ trợ. Để rửa máy thì đơn giản thôi. Để chỉ mất tầm khoảng 15-20 phút đồng hồ là máy sạch sẽ ngay. Đấy, vâng, thì chiếc xe Mẹc E250 này em cũng đã quay và giới thiệu cho các bác mình thông tin rồi. Đấy, biết về tình trạng của xe rồi đúng không ạ? Các bác hãy liên hệ sớm để được chốt chiếc xe này với giá yêu thương hợp lý nhất các bác nhá. Và mình tới địa chỉ là 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe, test xe, thử xe, mình cảm nhận. Đấy. Sau đó thì sẽ bàn bạc về giá cụ thể các bác nhá. Và bên em có chương trình ship xe tới tận nơi. Đấy, bác nào mà mình không đến được thì bên em sẽ ship xe tới tận nhà cho các bác kiểm tra. Đấy, kiểm tra xong rồi lúc đấy mới quyết định các bác nhá. Đấy, vâng, em xin cảm ơn ạ.